Đường quê nhà em hôm nay mình sẽ review vườn quê, review cho các bạn tất cả trái cây này mùa rộ nha, mùng 5 tháng 5 tới rồi, mình sẽ review trái cây để rúng cho các bạn xem nha. Cây này cũng trái quá trời. Cái con mũi này thiệt ạ. Chuối. Em chôm trời, tôi nói cái nó lùm lùm luôn phải bởi không? Vườn chôm chôm quê em. Ghê chưa? Đẹp không? Cái đa nè. Cái cổ thụ nè. Đẹp không? Để chiếc xuồng nữa. Cha cái này là cây si nha các bạn. Cây si. Si chứ không phải cây đa. Thảo khóc bữa không? Còn cái này biết gì không? Cái này là cây bình bát. Không phải cây măng cầu. Cái máy zoom khó quá ta. Quay xấu quá. Màu sắc không có thực tế. Ê, máy này quay màu sắc không thực tế này, xấu xí. Zoom khó. Này là cây bình bát nè. Này là ao cá nhà em nè, không phải sông Sài Gòn. Đẹp không? Hôm nay mình sẽ review cho các bạn vườn măng cụt. Review cây trái mùng 5 tháng 5 cho các bạn. Các bạn ở xa, ở nước ngoài, nói hầu như các bạn ở nước ngoài nhập khẩu trái cây ở Đông Nam Á thì đây, Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam, trái cây các loại mùng 5 tháng 5 đa dạng nha. Đầu tiên mình có chia sẻ mới, bây giờ một món để cho các bạn xem. Mít, mít em trồng. Không có nậu em trồng. Già đây nè. Như cái này thấy già nè. Ở quá trời trái nè, cây này mình thích ăn loại mít này, nó nhỏ xíu chút xíu nhưng mà biết không, nó thơm vô địch, hộp lại bự, ăn không có mắc cổ, cơm mỏng thơm. Mít tú nữ, mít tú nữ. Còn mít bữa mình quay trong nhà mình là mít tú nam, mít em người ta kêu bằng mít nhiều là mít Thái. Còn đây măng cục thì vừa măng cục là như thế nào các bạn, nói ăn măng cục gỏi gà măng cục nhưng mà chưa biết em cục thì nói nè, hẹn hẹn thì măng cục này chủ yếu trồng, nó nói lấy hiêu Hưng An đồ ăn sơn rồi nhưng mà thực tế không phải đâu, ở dưới này nó cái quy hoạch làm giống gì hết rồi, chủ yếu nó lên cái vạt Thanh Tiền nhiều tiếng này nó mua măng cục về dưỡng bán nha, chứ không phải chính hiệu ở ăn sơn lấy hiêu gì có đâu, mua ở trên đây nè chở về dưới sáng sớm nó lên nó mua xong nó chở về dưới nó bán lại á, chứ không phải là gốc của lấy hiêu còn vườn măng cục nhiều đâu. Mà nay Thanh Tiền nhiều tiếng là ta trồng đại trà nha. Ở Thanh Tiền nhiều tiếng thì nó nổi tiếng hơn An Sơn, Hưng An gì đó. Ở dưới không phải đâu. Ở đây thi hội trái cây ạ. Hội thi trái cây là trên đây đồ miền Tây miền ơi gì á. Không biết có măng cục không nhưng mà đây Thanh Tiền đại trà. Mít nè, có hái nè. Ai mua không? Cũng rẻ, rúng rẻ rơi. Rẻ thúi để ha luôn, 2.000 trái. Vậy cho chín nè. Ủa sao... cho thấy cái cây trái nó chút mà sao trái này là lạ ta. Ủa cũng là mít nhưng mà lạ lắm nha. Ủa mít này mít gì? Rồi, dạ. Chà chà. Này là mít Thái ha mít. Mít hột lép. Ồ mít tú nữ, mình thích ăn mít tú nữ, hình như này là mít Thái chắc. Không, không phải mít tú nữ dễ bự dữ à. Chắc là nhìn lộn vậy hồi tính sao. Giá mực cục, hôm nay người ta mướn đi hái mực cục.
đợi mình hôm mới hái măng cụt, nó trời ơi, măng cụt thiệt đầy rẫy, chín đầy vườn, không có ai hái hết, ai cũng không rảnh hết, ai cũng biết á. Nghe nó chín đầy vườn, mò ra coi coi chín đâu nè, có cái nào đâu chín. À, mặc áo áo hồng áo binh đi ra hái măng cụt mà thấy là trời quà chuối, trời quà chuối, ai mua chuối không, chuối nhà em trồng. Tao trồng quà chuối già nè, đây thấy vậy chứ ra quà chuối này mét hai mét rưỡi nha, trái nè. Quái đường hoài này vô tới nhà trong 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 bưng trong biển trong gò bán chắc cũng không mệt nặng nên hầu như chặt xuống cho cá ăn. Mít nè, mít dễ thương, ao cá rô nè, vô câu cá nha, không thấy lẩm tẩm nữa, chắc người ta câu trộm hết rồi. Đây ta trộm dữ lắm nha, cái này cái bơ coi chó. Em là cái hù của chó hay sao, đi đâu chó cũng thiệt sủa vô địch. À coi trời, cây măng cục này là vườn măng cục tổng thể nha, nó nặng mà nó quăng cây nó xum xơi, trời ơi quặng triểu luôn mấy cha. Đó, trời ơi chín chín chín, đúng là chín quá trời. Thôi đi qua hái, mướn em hái ngày 200k, em hái vô em ăn hết, cũng như sầu riêng lụm được trái nào ngồi góc em ăn hết, bán buôn gì đây hết trơn. Ơ đụng một cái nè. Ơ chín rồi, thơm, dục đó một chút về lấy vú sữa. Ôi chín ở đây nhìn mà thấy chín đen luôn rồi. Ta trèo lên ta hái chứ ha. Móc. Vậy một đứa heo, Hy heo mẹ lượm Hy. Hai làm gì mong chuyện, Hy đi đâu? Lượm lượm hái cho lâu lượm tới đó, hồi trời mưa bất công nữa. Giờ tới thui rồi. Thôi phát cho, đưa tao cái vỏ bự đi. Thôi hái tới đâu lượm tới đó mẹ ơi, hồi mưa cái. Tao dễ gì. Đây, chín. Đến đây là măng cụt chín cây nha các bạn, trời ơi chín thiệt mấy cha nè, nội nhánh này nó đang chín xum xơi đang hôi luôn. Tiễn người hái măng cụt ở dưới này thấy các bán có 30-35 ngàn ký, đây bán nhiêu? Ở dưới bán thấy bán 30-35, gì 20, bảo vậy hàng đầu giường bán nguyên giường dương dương lấy mấy chục triệu chúng khỏe. Chín cây láng trời không ai hèm hái, gì có 20 ngàn à. Vậy ai mua không? Lấy bịch ra đây, mấy đứa lấy bịch ra đây đựng cưng. Lấy bịch ra đây lượm. Trời ơi, chín cây quá trời không ai hái. Hôm nay hái sạch luôn mất, già là trẻ hai mẹ nó ơi. Ta chở gì ta bán cho rồi. Thấy bán 30-35 trậu này bán thiệt 25 ngàn ký, chúng mua đầy đường luôn. Trời quá trời này hái hết luôn. Trời rút kinh nghiệm năm sau bán nguyên vườn 50 triệu bà cho rồi. Bán được mấy đồng bạc. Chín đầy nè. Cây một cây này hái tới chiều luôn. Thôi đi hái. Hai đứa đi đâu ạ? Chứ mắc gì nãy ra, nãy giờ không cầm xào, giờ đợi ra đưa xào. Chứ nó đang cầm cây gì? Nha. Thôi mỗi người cây đi ha. Hái tới đâu lụm tới đó. Dưới tháo gốc mà nó còn chín đầy gì, nói gì trên cây. Vậy mà anh đen nó nói hết rồi, người ta dặn quá trời mà hết rồi. Ngày bà hái mấy cây nha, hái cây này qua đó. Tôi xuống dưới mương tôi hái. Mương nào? Mương dưới kia kìa. Chứ ta hái cái vàng này quá trời này không hái à? Tôi xuống đó hái đó. Còn vậy ta hái tới đâu tôi lượm tới đó. Hái mấy cây này đi. Lượm kìa dặn hết mà, lấy bao lượm cái bọc này. Mang cái ba lô. Cái môi không? Bây giờ ngồi lượm. Hồi đó lượm một điều, giờ ngồi lượm ăn cục. Trời ơi kìa. Câu này thiệt rất đau tôi ông nào ơi. Khi em lượm măng cục, lượm hết trái này đi đi hái, cái ngồi quay tới chiều. Người ta hái bán hết vườn còn mình còn quá trời. Thôi ngưng ở đây. Đi hái. Điểm điểm. Điểm điểm hái hết mẹ cho rồi đi.
Về chứ mấy bà ngồi phích đốc, mấy bà lượm, mấy bà lẩm lẩm li lịa trong không biết mình hái cực khổ lượm từ trái gì. Bởi vì thiệt là. Thôi mình kết thúc video đây, mình đi hái bằng cục đây. Ai mua bằng cục hôn 200 ngàn cái ký tại vườn rẻ dữ trời. Điểm điểm hái hết đi, mất công cực. Thế nào nó cũng chín. Ừ. Đưa cái vỏ bự cho rào cái bao sao quải. Ê. Trời ơi, chôm chôm đang chín kìa. Chín đã lối đó. Đã, thầu cái máy này zoom chậm ghê luôn á mày. Nè, chôm chôm đến chín đỏ rờ rờ rờ. Ồ, không ai bắt nữa. Ê, đi bắt cá rồi. Hổm tách sổ, tao tính tách cái vạt ao này cho mày chứ. Mà tao làm biếng nên tao thôi, tao để cho anh đen hết.